xe công an tông nhiều xe máy rơi sông, một người thiệt mạng. Vào chiều ngày 12 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, tại bến phà Vàm Cống thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm nhiều xe máy rơi xuống sông và ít nhất một người bị thiệt mạng. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc phà ký hiệu VD1 xuất bến từ Đồng Tháp qua sông Hậu để sang An Giang. Khi phà chuẩn bị cập bến thì một ô tô 7 chỗ của phòng hậu cần thuộc Công an tỉnh An Giang bất ngờ tông thẳng vào rào chắn bảo vệ phía trước và đẩy nhiều xe gắn máy trên phà lọt xuống sông. Khi đó thì chiếc ô tô gây tai nạn vừa lao ra khỏi mỏ phà thì được tổ lái cho mũi bàn phà kẹp giữ lại được một thời gian ngắn rồi cũng rơi xuống sông. Hai người trên ô tô kịp mở tung cửa nhảy thoát nạn. Theo một số nhân chứng, khi đó thì có 5-6 chiếc xe máy nằm ở phía trước và nhiều người đã ngồi lên xe chuẩn bị rời phà lên bờ. Trong đó có hai người khách đang ngồi trên hai xe máy bị ô tô tông tới bay thẳng lên bờ, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe máy và nạn nhân bị rơi xuống sông. Đến 16 giờ thì lực lượng chức năng đã vớt được một xác người đàn ông chưa rõ danh tính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và cứu nạn.